Các bạn ơi, hôm nay đã là mùng 1 Tết rồi. Bây giờ chị em mình vào trong nhà ông bà chúc Tết ông bà. Các bạn hãy cùng vào chúc Tết ông bà với chị em mình nha. Đi thôi. Dạ, cháu chào ông ạ. Năm mới cháu chúc ông mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và sự như ý ạ. Không, cảm ơn các cháu. Chị ơi, năm mới ông chúc các cháu khỏe mạnh, học giỏi. Lúc nào được lấy khen nha. Vâng, cháu cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông. Ui, anh Giang. Năm mới em chúc anh mạnh khỏe, học giỏi, an khang, thịnh vượng. Thế cũng chúc em là năm thì học giỏi nhá. Cháu được lấy khen nhiều nha. Vâng, em cảm ơn anh. Anh trai mình đây các bạn ạ. Đủ 18 tuổi rồi. Đấy, các bạn thấy đẹp trai không? Đấy. Bạn nào kết thì comment nhé. Năm mới thì em cũng lì xì anh. Chúc anh hen sống lớn, mạnh khỏe và sớm kiếm chị dâu cho em. Thôi em không lấy đâu. Thôi anh không lấy đâu đây cần nhá, anh xin. Rồi ok. Mà anh lì xì em đi. Lì xì em. Anh lì xì nhá. Đây, thế năm mới thì anh lì xì cho mỗi đứa 1 đồng. Ui em xin. Em xin. Em bé thì đây, em bé thì em lấy phần bé nha. Dạ. Yeah. Có 2.000 thôi. Có lì xì rồi. Mứt bí nhà ông mình. Đây, thơm ngon, mời các bạn. Mứt bí giòn, ngọt. Ngon. À, em lấy tay lên chị lì xì. Năm mới thì chúc em thêm tuổi mới, mạnh khỏe, học giỏi. Vâng lời ông bà và mẹ nhé. Vâng, năm mới em cũng chúc chị ăn nhiều và cho nó béo nha. Chị nhìn như này chưa đủ tròn hả em? Chưa. Thôi được rồi, chị sẽ ăn nhiều cho nó béo nhé. Vâng. Rồi, nào. Đây, năm mới chị mừng tuổi. Em xin. Năm mới chị chúc em hãy ăn sống lớn, mạnh khỏe nha. Đây, chị mừng tuổi này. Còn chị chị kia. Trả tiền cho con nè. Đây, trả tiền cho con. Năm mới nào. Trả tiền cho con. Năm mới chị chúc Hà hay ăn chồng lớn, học giỏi, nhận được nhiều giấc khen nha. Năm mới em chúc anh mạnh khỏe, học giỏi, ăn khá thịnh vượng. Dạ, chào cháu cô ạ. Các bạn ơi, đây là cụ mình, là ông ngoại của mẹ mình và là bố của bà ngoại mình. Đừng quên. Đấy, cụ mình thì năm nay cũng ngoài 90 tuổi rồi các bạn ạ. Cụ ơi, năm mới đến rồi, cháu chúc cụ sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe, ăn Tết cùng với chúng cháu ạ. Hai cháu ơi. Vâng.